Xin giới thiệu với các bác, đây là ống kính Essen toàn gánh của Pháp, sản xuất thập niên 1950 nhá. Bọc vàng sáng ánh gương này, rất mới, con này mới 6.7% đấy. Và cầu giữa thì nó có cái chuyền vuông, hai chuyền vuông, logo của hãng ở giữa. Mặc dù quay cũng 6 giờ tối nhưng mà độ bọc vàng sáng ánh gương còn rất là mới, rất là đẹp. Size 140 nhá. Kính của Pháp được sản xuất tầm niên 1950. Essen đòn gánh. Bọc vàng sáng trưng Tổ quốc này. Chuôi ve trắng muốt.